Thanh ngôn kính mời quý vị khán giả nghe bản tin nhanh với một số sự kiện chính. Phó tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình cho ông Donald Trump. Úc sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội và nhiều cổ phiếu bất động sản Việt Nam tăng giá sau khi ông Trump thắng cử. Sau đây là bản tin chi tiết phó tổng thống hoa kỳ kamala harris đã kêu gọi những người ủng hộ đảng dân chủ của bà chấp nhận chiến thắng của ông donald trump trong cuộc bầu cử tổng thống hoa kỳ bà harris đã có bài phát biểu nhượng bộ trước những người ủng hộ tại trường cũ của bà đại học howard ở washington dc Ông Trump đã giành được gần 72 triệu phiếu bầu so với chỉ hơn 67 triệu phiếu bầu của bà Harris, giành được hơn một nửa số phiếu phổ thông. Bà Harris đã nói với những người ủng hộ bà đừng tuyệt vọng khi bà tuyên bố sẽ giúp chuyển giao quyền lực từ chính quyền Biden sang chính quyền Trump. Bà Harris nói: today? Chúng ta phải chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử này. Tôi đã nói chuyện với tổng thống đắc cử Donald Trump và chúc mừng ông về chiến thắng của ông. Tôi cũng đã nói với ông rằng chúng tôi sẽ giúp ông và nhóm của ông trong quá trình chuyển giao quyền lực và chúng tôi sẽ tham gia vào quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Trước đó, bà Harris và tổng thống Joe Biden đều đã gọi điện cho tổng thống đắc cử Donald Trump để chúc mừng chiến thắng của ông trở lại úc chính phủ liên bang đã có kế hoạch cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội với luật sẽ được trình lên quốc hội vào cuối tháng này. Thủ tướng Anthony Albanese sẽ trình đề xuất lên các tiểu bang và vùng lãnh thổ tại cuộc họp nội các quốc gia vào ngày mai. Văn phòng Ủy viên An toàn Điện tử sẽ giám sát và thực thi lệnh cấm. Lệnh này sẽ bắt đầu sau 12 tháng kể từ khi luật được thông qua. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết các luật này sẽ dẫn đầu thế giới ông abdicis nói phương tiện truyền thông xã hội đang gây hại cho trẻ em của chúng ta và tôi sẽ chấm dứt tình trạng này tôi đã nói chuyện với hàng ngàn phụ huynh ông bà cô chú họ cũng như tôi cũng lo lắng về sự an toàn của trẻ em khi trực tuyến ở một diễn biến khác chính phủ liên bang sẽ đưa ra một dự luật mới nêu rõ nghĩa vụ của các ngân hàng và công ty trong việc ngăn chặn lừa đảo luật mới yêu cầu các ngân hàng nền tảng truyền thông xã hội và công ty viễn thông phải thực hiện các bước hợp lý để ngăn chặn phá vỡ và ứng phó với các vụ lừa đảo trong doanh nghiệp của họ. Các công ty có thể bị phạt tới 50 triệu đô la nếu không tuân thủ luật này. Ủy ban về cạnh tranh và người tiêu dùng Úc sẽ được trao quyền mới để giúp các doanh nghiệp thiết lập các hướng dẫn để phòng ngừa lừa đảo của riêng họ liên quan đến việc sử dụng ketamine. Việc kiểm tra nước thải cho thấy việc sử dụng ketamine đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục tại Úc kể từ tháng 12 năm ngoái cho đến tháng 4 năm nay. Mức ketamine trong nước thải đã đạt mức cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi Ủy ban Tình báo Tội phạm Úc bắt đầu các báo cáo về nước thải vào năm 2016. Ketamine là loại thuốc được các bác sĩ sử dụng như thuốc gây mê để kiểm soát cơn đau, tuy nhiên nó thường bị lạm dụng bởi vì tác dụng gây ảo giác. Melbourne có mức ketamine trung bình cao nhất ở các thủ phủ và tiểu bang Victoria có mức ketamine trung bình cao nhất trên cả nước. Liên quan đến thể thao, AFL đã khởi động loạt trận chung kết bóng bầu dục nữ năm 2024. Với lần đầu tiên mang tính lịch sử, trận chung kết lớn năm nay sẽ được tổ chức vào ban đêm. Tổng giám đốc Liên đoàn bóng bầu dục nữ, Emma Moore cho biết điều này sẽ bảo đảm nhiều người có thể xem trận đấu hơn, tạo ra bầu không khí khó quên khi khép lại mùa giải. Trận chung kết lớn sẽ được tổ chức vào đêm 30 tháng 11. Liên quan đến Việt Nam, trên 400 mã cổ phiếu trên các thị trường chứng khoán tại Việt Nam vào hôm qua đã đồng loạt tăng giá sau khi có tin ứng cử viên Đảng Cộng hòa ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ theo ghi nhận của đài VOA tiếng Việt. Dưới thời ông Donald Trump làm tổng thống từ năm 2016 cho đến năm 2020, chính sách áp thuế quan lên hàng nhập khẩu đến từ trung quốc đã dẫn đến làn sóng dịch chuyển sản xuất từ quốc gia này sang quốc gia khác trong đó việt nam được cho là nước hưởng lợi nhiều nhất tuy nhiên việt nam cũng bị chính quyền của ông trump chỉ trích bởi vì thặng dư thương mại lớn đối với hoa kỳ